Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự. Đề tài đầu tiên thì chúng ta sẽ quay về cái tình hình tại Trung Đông. Quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken đã bắt đầu có cái chuyến công du lần thứ tư tới Trung Đông để tìm giải pháp hòa bình cho khu vực này sau khi bùng nổ cuộc chiến giữa Hamas và phía Do Thái. Và trong đó thì ông ta cho rằng là các lãnh đạo của khối Ả Rập đã đồng ý sẽ làm việc là hậu chiến tranh cho giải Gaza. Và câu chuyện này như thế nào? Và liệu có hậu chiến tranh, tức là tái xây dựng lại giải Gaza và giải quyết được một cái hòa bình vĩnh viễn tại đây hay không? Quý vị, chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem liệu cái giải pháp nào dành cho Gaza và những gì mà Blinken nói có phải là cái bánh vẽ mới cho tình hình tại Trung Đông hay không? Quý vị, Blinken đã bắt đầu nói chuyện với lại các lãnh đạo của Trung Đông để chuẩn bị cho giải Gaza sau khi mà chiến tranh chấm dứt, tức là về cái tương lai chấm dứt chiến tranh ở giải Gaza. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken trong ngày thứ hai nói rằng bốn quốc gia then chốt trong khối Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý sẽ có một cái kế hoạch tái xây dựng và quản trị giải Gaza giữa lúc mà Do Thái vẫn đang khi mà cuộc chiến Do Thái và nhắm Hamas chấm dứt. Và ông Blinken, người đã thúc giục cái sứ mạng ở tại Trung Đông, trong đó là có cuộc gọi là tranh chấp và đã là có thể đang lan rộng ở khu vực trong, và nói rằng Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thổ Nhĩ Kỳ đang duyệt xét việc sẽ tái xây dựng lại mọi ngày sau khi mà cái kịch bản mà cho lãnh thổ của người Palestine và đã bị phá hủy, tàn phá trong 3 tháng qua. Và các quốc gia này trước đó lên kiến áp lực Hoa Kỳ kêu gọi là phải để cho cuộc chiến, trước khi mà bắt đầu cái việc tái xây dựng này thì buộc phải có một cái cuộc ngưng bắn, và đồng thời sẽ phải sau khi mà chấm dứt tình trạng gây tổn thương cho dân sự bởi vì cái cuộc chiến mà Do Thái đã tấn công vào giải Gaza. Và trong cái chuyến đi lần thứ tư của ông ta tới Trung Đông thì cuộc chiến bắt đầu từ hồi tháng 10, thì ông Blinken cho biết là các quốc gia đã đồng ý mở ra bản kế hoạch, trong đó là mỗi một cái sẽ duyệt xét về cái việc can dự của họ và vai trò của họ trong cái việc mà đưa ra những cái quyết định trong tương lai. Những gì mà tôi tới và tôi nói chuyện với các lãnh đạo và gần như đoán chắc rằng cái cuộc tranh chấp này chúng ta đang đối diện với sự lan rộng và sẽ làm tất cả mọi thứ để kiềm chế cái sự căng thẳng này không thể mở rộng, ông Blinken đã nói với các thông tín viên khi mà đi chung với ông ta. Và ông đã đưa ra lời phát biểu này sau khi mà gặp gỡ với thái tử của Saudi Arabia là Mohammed bin Salman và kể cả hoàng gia của Saudi trong cái cuộc nói chuyện này. Và bên cạnh đó thì ông cũng gặp gỡ với lại phía Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Jordan, Qatar và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và các lãnh đạo những quốc gia này đồng ý là sẽ làm việc chung và phối hợp trong nỗ lực gọi là ổn định giải Gaza, phục hồi và sẽ có một cái lộ trình chính trị dành cho người Palestine và sẽ có một cái giải pháp hòa bình ổn định lâu dài và an ninh ở khu vực và cho toàn khu vực. Đó là lời phát biểu của ông ta. Và họ chuẩn bị có những cái lời cam kết cần thiết để đưa ra những quyết định và tất cả những cái vấn đề liên quan tới khu vực này. Và ông Blinken đã không cho biết về cái tiềm năng đóng góp về tài chính cũng như là sự hỗ trợ của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Saudi Arabia có thể sẽ là một cái thành công cho cái bản bất kỳ một kế hoạch nào. Các quốc gia Ả Rập đã nhấn mạnh vào phần chỉ trích với Do Thái sau cuộc khi mà bùng nổ cuộc chiến này. Và trong và sau cuộc gặp gỡ với ông Blinken ở tại Qatar thì ngoại trưởng của quốc gia này là Sheikh Mohammed bin Abdulrahman và Anthony đã kêu gọi là ngay lập tức phải có cuộc ngưng bắn và hình ảnh của những cái sự gọi là tàn phá của giải Gaza. Và ông ta cho rằng là kinh hoàng. Đây là một trong những lời phát biểu của ông ta. Và tại Amman ngày Chủ nhật thì ông quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan đã cảnh báo là sẽ có một cái thảm kịch khủng khiếp ở giải Gaza và Hoa Kỳ cần phải áp lực để mà ngưng cuộc chiến ngay lập tức theo tường trình cho biết. Và từ Saudi Arabia thì ông Blinken bay tới Do Thái và sẽ viếng thăm khu vực vùng Tây Ngạn và Ai Cập trước khi mà ông ta quay trở lại Washington vào ngày thứ tư. Quý vị, đó là trọn chuyến đi của ông Antony Blinken. Lần này, quý vị, chuyến đi này của Antony Blinken
mục đích là để ngăn chặn, kiềm chế cuộc chiến ở tại Trung Đông có thể lan rộng giữa lúc mà các nhóm Hồi giáo của Iran hỗ trợ đang tìm cách mở rộng cuộc chiến gồm có Hamas ở dãy Gaza, Hezbollah ở miền nam Lebanon và nhóm dân quân gọi là Resident Islamic ở tại khu vực của Iraq và Syria, cũng như là nhóm Hồi giáo Houthi ở tại khu vực của Yemen, bờ cái vùng biển Hồng Hải. Quý vị, các nhóm Hồi giáo này và các nhóm dân quân này đều nằm dưới sự tài trợ của nhà nước Iran. Và cuộc chiến của Do Thái và Hamas đã gần tới hồi kết thúc. Có thể nói là gần tới hồi kết thúc nhờ thái độ cứng rắn của Do Thái. Nếu là một chính quyền khác của Do Thái thì tôi nghĩ rằng là cuộc chiến này đã ngưng lại và tiếp tục quay trở lại cái vết xe cũ, tức là vẫn thảo luận về chính trị, ngoại giao để mà đã tạo ra một cái đường hướng về chính trị cho người Palestine. Tuy nhiên, kể từ sau ngày 7 tháng 10 thì Do Thái đã đưa ra cái quyết tâm là phải chấm dứt sự cai trị của Hamas ở trên lãnh dải Gaza. Và thậm chí quý vị, cách đây một tuần lễ thì người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Do Thái là ổng còn đề nghị tới cái mức mà gọi là đưa tất cả người Palestine qua bên Congo, tức là qua bên Phi Châu ở gần Trung Đông, để tạm thời tái định cư trong lúc mà họ sẽ cho clean up toàn bộ dải Gaza. Thì quý vị, đây cũng chỉ là một trong những cái ý kiến từ phía Do Thái thôi. Tuy nhiên, cái điều quan trọng nhất không phải là cuộc chiến giữa Hamas và Do Thái. Cuộc chiến của Hamas và Do Thái chỉ là cái diện bùng nổ thôi. Cuộc chiến chính ở trong cái vấn đề gọi là xung đột Trung Đông mà muốn tìm tới một cái hòa bình lâu dài. Thì quý vị, đó là do ý thức hệ, không phải là cây súng. Do Thái có thể ngưng chiến bất cứ giờ phút nào. Nhưng mà giống như tôi đã từng nói, và một người Do Thái đã từng nói, người Do Thái mà buông súng dành cho cái gọi là hòa bình thì chính họ bị diệt vong. Lý do là bởi vì trong tư tưởng của người Palestine, sau nhiều năm nằm dưới quyền quản trị của Hamas kể từ năm 2007 tới bây giờ, gần như những đứa trẻ của Palestine sinh ra đều bị tẩy não, đều được giảng dạy sự căm thù với người Do Thái. Do đó, nếu mà nói rằng là sẽ có một lộ trình chính trị cho phía của Palestine là một điều không tưởng trong giai đoạn bây giờ. Trong giai đoạn bây giờ mà nói là sẽ có một cái chính phủ Palestine làm việc chung với chính phủ Do Thái, thì tôi nghĩ chuyện này bây giờ trong giai đoạn này là impossible, không xảy ra được. Bởi vì hầu hết 2.3 triệu người Palestine tại dải Gaza, họ đã bị dời nhà, họ đã phải đối diện với cái hậu quả không biết đi đâu ở trong chiến tranh. Họ đã đối diện với cái hậu quả đó là do chính một phần do họ, bởi vì họ vẫn giữ một cái thái độ thù hận và cương quyết là phải xóa sổ Do Thái dưới cái sự tẩy não của nhóm Hamas. Do đó thì quý vị, không thể nào mà có được một cái chính phủ hòa bình với phía Do Thái trong giai đoạn này được, trừ khi là những thế hệ kế tiếp. Với một cái nền giáo dục khác và giảng dạy sự nhân bản của con người, không giảng dạy sự thù hận. Còn bây giờ quý vị, gần như những đứa trẻ của Palestine bây giờ ở tầm tuổi mười mấy tuổi thôi, người Palestine đó, là trong lòng tụi nó là sẽ có một cái khái niệm từ xưa tới nay, từ lúc nó đẻ ra tới bây giờ, là phải bằng mọi giá tiêu diệt Do Thái. Thì quý vị, do đó những gì mà Anthony Blinken đi vận động các quốc gia Ả Rập chỉ là tăng cường cái khả năng kiềm chế, phối hợp với những quốc gia ở Trung Đông để tạm thời, tôi gọi là tạm thời giải quyết cuộc xung đột này. Trong khi các quốc gia này thì yêu cầu một sự ngưng bắn ngay lập tức. Họ yêu cầu sự ngưng bắn ngay lập tức. Thì phía Do Thái sẵn sàng đồng ý. Nhưng mà giải quyết câu chuyện này ra sao để ngưng bắn? Họ cũng chỉ chi một chút đỉnh tiền thôi. Ví dụ như Ai Cập. Ai Cập là quốc gia có đường biên giới trực tiếp với dải Gaza. Họ có thể dành ra một miếng đất nào cho người Palestine tái định cư không? Trong lúc mà giải quyết câu chuyện của Gaza. Chính Ai Cập còn không chịu. Chính Jordan là quốc gia có đường biên giới trực tiếp với Do Thái cũng không chịu. Thì quý vị, số phận của người Palestine là sao? Họ sẽ phải đi đâu?
Một khi mà Do Thái kiểm soát toàn bộ dải Gaza, bây giờ gần như là 70% Do Thái đang kiểm soát. Hamas gần lần lượt bị đánh bại từng từng giai đoạn rồi. Thì bây giờ họ nói rằng là chuẩn bị cho một cái kịch bản được xem là hậu chiến tranh ở tại dải Gaza. Sẽ không có một cái kịch bản nào cho tới khi nào người Palestine hủy bỏ được cái ý định là xóa sổ Do Thái. Còn nếu không, tôi đã nói quý vị, cuộc chiến này sẽ tiếp diễn trong những năm tới. Nếu bây giờ mà gượng ép để mà tạo một cái hòa bình, tôi gọi là tạm thời, hay một cái hòa bình giả tạo, nó không có kéo dài được nhiều năm. Cao lắm được một năm, hai năm hoặc vài tháng là nó sẽ bùng phát trở lại. Tại vì Do Thái tuyên bố là sẽ tận diệt Hamas ra khỏi lãnh thổ của dải Gaza. Nhưng làm sao tận diệt đây quý vị? Khi những đứa trẻ của người Palestine mười mấy tuổi đầu là chính thức gia nhập lực lượng Hamas. Họ chính thức gia nhập lực lượng Hamas. Hầu hết cho tới giờ phút này, họ đang xây dựng người Palestine là nạn nhân của Do Thái. Nhưng mà phải khởi nguồn từ đâu? Do Thái đã giao giải Gaza lại cho người Palestine từ năm 2005 và 2007, thì người Palestine đã chọn Hamas là cái hệ thống quản trị họ mà. Thì quý vị, giờ phút này mà nếu nói tới cái chữ hòa bình ở Trung Đông, tôi nghĩ đó là điều vọng tưởng. Và nếu mà nói rằng là để kiềm chế Trung Đông không bị lan rộng cuộc chiến, thì nó cũng có thể là một điều không tưởng. Nếu không diệt trừ cái đầu rắn, tức là Iran, phải diệt trừ cái đầu rắn này thì nó mới có thể có được cái hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Bây giờ làm sao diệt trừ và làm sao kiềm chế đây, trong khi những nhóm gọi là dân quân này nó không có tuân thủ bất kỳ một quy tắc nào cả. Nó không tuân thủ bất kỳ một quy tắc nào cả, từ Hezbollah dội bom vào phía bắc của Do Thái cho đến nhóm Hồi giáo Houthi dùng drone và hỏa tiễn bắn vào Hồng Hải, nhắm vào các tàu thương mại, gây sợ hãi tại đây. Thì quý vị, tất cả những nhóm này đều hoạt động dưới sự tài trợ và hỗ trợ của Iran. Bây giờ làm sao kiềm chế? Chỉ là vì mua được một cái hòa bình trong một giai đoạn ngắn, và sau đó nó sẽ tiếp tục bùng nổ lại và mọi việc vẫn như cũ, rồi lại lên tiếng kêu gọi là phải có đường hướng nhân đạo, hỗ trợ nhân đạo. Bây giờ nhân đạo với lại người Palestine, rồi khi mà bắt đầu chính thức tấn công vào Sana'a để tấn công nhóm Hồi giáo Houthi của Yemen, thì lại cứu trợ người dân của Yemen. Thì quý vị, nó sẽ không thể có được cái hòa bình vĩnh viễn tại Trung Đông nếu không có một thái độ cứng rắn và trấn áp. Tôi đã nói rồi, cứng rắn và trấn áp và giải quyết cái bài toán này một cách dứt khoát, thì lúc đó chúng ta mới có hòa bình lâu dài. Còn bây giờ quý vị, dù có Do Thái có ngưng bắn theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, and then như thế nào, rồi lại trao quyền lại cho một cái nhóm Palestine khác, nhưng vẫn mang cái hệ tư tưởng của Hamas, mặc dù sẽ không còn tên, mang tên là Hamas nữa, nhưng nó vẫn mang cái hệ tư tưởng của Hamas là tiêu diệt Do Thái. Thì cuối cùng quý vị, một nhóm khác lên, nó cũng như vậy thôi. Nó không có gì thay đổi cả, nó chỉ thay đổi cái tên. Bản chất là gì? Bản chất là người Palestine đã bị đầu độc, đã bị tẩy não, và họ được ghim trong đầu của họ là sự thù hận. Là sự thù hận. Do đó giờ phút này mà nói rằng là sẽ có một cái lộ trình tái xây dựng, sẽ không tái xây dựng được. Cứ xây được 10 căn nhà thì vài bữa sau dân quân nó cho nổ một đống nhà đó. Tại vì họ không dừng lại cho tới khi nào thay đổi toàn bộ cái hệ thống giáo dục, và ít nhất trong 5 cho tới 10 năm là phải thay đổi cái suy nghĩ của những thế hệ kế tiếp của Palestine. Ngay cả cái hệ thống giáo dục bây giờ ở Palestine, quý vị thấy đó, ở trên là trường học, ở dưới là hầm trú ẩn của Hamas. Những giáo chức dạy ở trên trường học đó, họ đều giảng dạy cái sự thù hận. Họ cấy vào đầu những đứa trẻ của Palestine sự thù hận. Và họ sống trong thù hận từ nhiều năm nay rồi. Họ sống trong sự thù hận từ nhiều năm nay rồi.
làm cách nào có thể biểu họ chung sống hòa bình với Do Thái được quý vị. Do đó, chuyến đi của Anthony Blinken chỉ làm xoa dịu cái tình hình trong giai đoạn nhất thời, chứ nó không phải là một bài toán lâu dài. Nó không phải là một bài toán hòa bình lâu dài cho khu vực của Trung Đông. Tất cả cũng chỉ là bánh vẽ. Một cái thứ bánh vẽ nó sẵn sàng khuấy động khi cần thiết. Tức là nhóm này sẽ tiếp tục có những cái hành động, trừ phi năm quốc gia này tuyên bố là chúng tôi chính thức bàn giao với Do Thái và sẽ bảo đảm cái sự hiện diện của Do Thái ở bất cứ giờ phút nào. Thì quý vị, nếu năm quốc gia này chính thức bàn giao và thiết lập bàn giao với Do Thái, thừa nhận cái tính chất hợp pháp của Do Thái, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì có rồi, nhưng mà Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, những quốc gia này chưa có thừa nhận Do Thái. Thì quý vị, làm cách nào có hòa bình vĩnh viễn khi những quốc gia này vẫn không thừa nhận sự hiện diện của Do Thái tại Trung Đông? Do đó, cái mà Anthony Blinken nói chỉ là một thứ bánh vẽ. Chỉ là một thứ bánh vẽ để cho mọi người thấy rằng tình hình Trung Đông có thể làm việc được thôi. Thật ra vẫn bế tắc. Không phải cuộc chiến của Hamas và Do Thái, mà cái suy nghĩ của người Palestine. Thứ hai là cái các quốc gia Ả Rập vẫn chưa dứt khoát với chủ nghĩa khủng bố. Phần nào đó họ vẫn nuôi dưỡng cái chủ nghĩa khủng bố. Nếu họ dứt khoát thì Iran sẽ không còn cửa sống. Chính quyền của Iran sẽ không còn cửa nữa. Và Iran là cái nguồn gốc khơi dậy tất cả những cái sự thù hận này. Do đó quý vị, tức chuyến đi của Anthony Blinken với tôi nó chỉ là một chuyến đi xoa dịu tình hình. Xoa dịu tình hình mà thôi, chứ nó không có thể mua được một cái hòa bình thật sự. Và lạng quạng sau chuyến đi này trở lại Mỹ thì bắt buộc Hoa Kỳ phải mở cuộc chiến với nhóm Hồi giáo Houthi, khi mà những nhóm này vẫn tiếp tục tấn công vào các cái vị trí của cả Hoa Kỳ lẫn các cái tàu hàng thương mại tại khu vực Hồng Hải. Và ngày hôm qua quý vị thấy đó, là chiếc Lapun, và Hoa Kỳ đã gửi các F-18 từ cái hàng không mẫu hạm Eisenhower bay lên để mà chặn tất cả những cái tròn tấn công từ Yemen. Tức là nhóm Hồi giáo Houthi này vẫn không dừng lại các cuộc tấn công của họ. Họ vẫn không dừng lại và họ vẫn tiếp tục nhân danh nghĩa là hỗ trợ cho Hamas, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến. Rồi các quốc gia của Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng yêu cầu ngưng chiến, tạo một đường là hành lang gọi là nhân đạo. Nhưng mà làm sao ngưng chiến đây? Làm sao ngưng chiến đây? Do Thái mà ngưng lại một phát thì lại có những cuộc khủng bố khác bùng nổ trở lại. Nó không giải quyết được cái bài toán gọi là tới tận nơi tận chốn của dải Gaza và kể cả tình hình của Trung Đông. Trừ phi, giống như tôi nói, phải đánh bại họ giống như nhóm Hồi giáo ISIS. Trừ khi những nhóm dân quân này sẽ mang cái số phận giống như nhóm Hồi giáo ISIS và phải đập đầu ngay cái quốc gia tài trợ Iran. Iran là cái quốc gia được xem là tài trợ cho tất cả những nhóm khủng bố ở đây. Thì bây giờ các quốc gia của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, của Saudi Arabia, của Qatar, của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn sàng để mà phối hợp với Hoa Kỳ để triệt tiêu cái này hay không? Không có. Họ vẫn có quan hệ đó. Saudi Arabia vừa kết nối lại bang giao với lại phía của Iran. Điều này có nghĩa là bật đèn xanh cho tất cả khối Ả Rập bắt tay lại với Iran. Tại vì Saudi Arabia là quốc gia bán chính thức lãnh đạo khối Ả Rập. 20 mấy quốc gia Ả Rập đều nằm dưới cái sự lãnh đạo một cách bán chính thức của Saudi Arabia. Họ đã kết nối bang giao với Iran. Thì quý vị, sẽ không có hòa bình một khi mà Iran đã ban giao với những nước này và vẫn tiếp tục thúc đẩy một cái chủ nghĩa bài Do Thái. Và dứt khoát là Iran tuyên bố xóa sổ Do Thái mà. Với cái hệ thống gọi là ý thức hệ này, làm sao có được hòa bình vĩnh viễn ở tại Trung Đông? Hay là hòa bình lâu dài ở tại Trung Đông? Câu trả lời là không. Trừ khi là thay đổi toàn bộ nền giáo dục với người Palestine,
tạm thời cho họ tái định cư ở một khu đất nào đó để xây dựng lại toàn bộ dải Gaza, phá đi tất cả những hạ tầng cơ sở tại đây, phải tiến hành một lượt. Và quý vị, đâu phải một sớm một chiều là xong. Việc tái xây dựng lại nó cũng mất nhiều năm. Và song hành với việc đó, cần phải có một cái hệ thống giáo dục khác. Bây giờ toàn bộ hệ thống giáo dục dạy cho người Palestine toàn là những cái thù hận. Bên cạnh cái việc biết chữ, biết nghĩa, thì quý vị toàn là thù hận. Thì làm sao giải quyết được bài toán này? Làm sao giải quyết được bài toán gọi là hòa bình lâu dài thôi. Tôi không dám nói chữ vĩnh viễn, permanent. Tôi chỉ nói là long term peace thôi. Chứ không phải là permanent. Tức là một cái hòa bình lâu dài thôi. Chứ không phải là một cái hòa bình vĩnh viễn. Tại vì cái chữ hòa bình vĩnh viễn này nó còn xa vời lắm. Một cái hòa bình lâu dài thôi. Nó sẽ không có. Và cứ cách một năm, hai năm, nó bùng phát trở lại. Một năm, hai năm, nó bùng phát trở lại. Mà Do Thái đâu phải là cái quốc gia gọi là luôn gây hấn đâu. Họ bị bùng phát trở lại là do những nhóm dân quân Hồi giáo tấn công vào họ. Tấn công vào lực lượng gìn giữ an ninh của họ. Tấn công vào cơ sở dân sự của họ. Họ bắt buộc họ phải tự vệ. Và khi họ phản ứng, thì lại xảy ra thường dân chết, rồi lại lên án, rồi lại tìm cách xoa dịu lại. Và nó cứ lặp đi lặp lại từ năm 2001 tới bây giờ. Tức là bắt đầu từ năm 1999 thì nó đã bắt đầu có cái khuynh hướng gọi là chia rẽ dưới cái thời của ông Yasser Arafat rồi. Tức là cái ông mà xuất thân bị xem là chủ nghĩa khủng bố rồi sau này trở thành cái tổ chức chính trị. Quý vị còn nhớ, ít nhất Yasser Arafat chấp nhận buông súng, giải giới vũ khí để đi vào con đường chính trị. Thì bây giờ cái chính quyền Palestine ở tại vùng Tây Ngạn, mặc dù là nó có nhiều tham nhũng, nhưng ít ra khu vực này nó vẫn tương đối ổn so với dải Gaza. Nó gọi là PA đó quý vị, gọi là Palestine Authority. Thì quý vị, bây giờ cái chính quyền Palestine tại đây là một chính quyền tham nhũng. Nhiều năm nay họ quản trị Tây Ngạn, tương tự như là Hamas quản trị ở dải Gaza. Thì trên thực tế vùng Tây Ngạn bây giờ, tức là vùng West Bank đó quý vị, thì tất cả những người Palestine đều đi làm công cho người Do Thái và đều sống nhờ sự tài trợ của quốc tế và các quốc gia Ả Rập. Họ chưa đứng được về kinh tế, họ chưa phát triển được kinh tế của họ suốt từ kể từ khi mà ông Yasser Arafat chết rồi tới phiên Mahmoud Abbas bây giờ là tổng thống của Palestine đó. Thì quý vị, cái chính quyền dưới cái quyền của ông này có quá nhiều thỏa hiệp với thành phần Hamas, thỏa hiệp với thành phần Fatah, thỏa hiệp với nhóm thánh chiến. Ông ta thỏa hiệp nhiều phía để ông ta duy trì cái chính quyền thôi. Nhưng mà cái chính quyền đó từ trên xuống dưới nó tham nhũng, nó lạm quyền khủng khiếp. Nhưng chỉ có điều là ông ta không gây hấn với Do Thái. Do đó ông ta vẫn giữ được cái quyền quản trị ở Tây Ngạn. Ngược lại Hamas thì nó sử dụng cái quyền quản trị đó, nó xây dựng tất cả những hạ tầng cơ sở để nhắm vào Do Thái. Nó không phát triển kinh tế. Người Palestine vẫn tiếp tục sống nhờ cái đồng tiền tài trợ của thế giới. Thì quý vị, nội cái này không, chúng ta đã thấy là gì? Họ dứt khoát không muốn có một cái sự phát triển. Cho tới khi nào cái hệ thống giáo dục tẩy hết tất cả những cái độc tố này ra khỏi đầu của họ. Những cái độc tố về thù hận này ra khỏi đầu của họ thì mới có hòa bình. Mới có hòa bình thật sự. Và các quốc gia vương ở xung quanh đó phải làm việc với Do Thái. Bây giờ một mặt thì họ làm việc với Do Thái thông qua Hoa Kỳ. Một mặt khác họ vẫn không thừa nhận một đất nước Do Thái hợp pháp ở khu vực này. Đây chính là nguồn gốc. Đây chính là nguồn gốc cho những bất ổn. Và Iran thọc gậy ở khúc này. Họ tuyên bố là tiêu diệt Do Thái mà. Do đó quý vị, hai vấn đề. Thứ nhất là phải đập đầu rắn, tức là phải dẹp bỏ cái chế độ hiện nay tại Iran. Thứ hai là phải thay đổi tất cả cái hệ thống giáo dục đối với người Palestine trong giai đoạn này, ít nhất trong vòng từ 5 tới 10 năm. Thì quý vị,
Đây là giải pháp duy nhất, không còn giải pháp nào khác hết. Còn nếu mà bây giờ gượng ép áp đặt một cái cuộc ngưng bắn thì vài một một vài năm sau nó lại bùng nổ trở lại. Nó không tránh khỏi. Và nhóm Hồi giáo Houthi hay là Hezbollah, họ cũng không dừng lại. Họ vẫn tiếp tục mở các cuộc tấn công đó. Ngay tại miền Nam Lebanon và phía Bắc của Do Thái. Đó. Thì quý vị đã nói là không thể nào có được một cái hòa bình đâu. Nếu cái nước cầm đầu trong cái nhóm tài trợ cho nhóm dân quân này vẫn cương quyết là tiêu diệt Do Thái. Do đó, tình hình của Trung Đông, tôi nói với quý vị, Antony Blinken tới đây cũng chỉ là một cái thứ bánh vẽ. Một cái thứ bánh vẽ về hòa bình. Cuối cùng không quốc gia nào thực thi những lời cam kết cả. Họ là người Ả Rập đó, họ tuyên bố ủng hộ Palestine đó. Nhưng quý vị đếm cho tôi coi, tất cả những quốc gia này, kể cả Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có nước nào chịu chứa người Palestine không? Không có. Thậm chí Ai Cập còn muốn đóng cửa biên giới, chỉ tạo một cái hành lang nhân đạo để hỗ trợ cho người Palestine ở dãy Gaza thôi, cũng không cho phép họ bước qua biên giới của Ai Cập. Nằm sát dãy Gaza đó. Nội cái này không, chúng ta thấy rồi. Có nghĩa là những quốc gia này nói bằng cái miệng thôi. Một phần nào họ vẫn giữ một cái thái độ với Do Thái. Trừ phi họ phải giải quyết cái thái độ này và hợp tác với Do Thái thì mới có được một cái đường hầm mà nó có ánh sáng để mà tạo ra một cái hòa bình. Còn bây giờ quý vị cứ cái kiểu này, tôi nói với quý vị, nó sẽ kéo dài từ năm này qua năm nọ và thế giới lại phải đổ tiền vô trong cái khu vực này, nào là hỗ trợ nhân đạo, chăm sóc y tế, rồi chỗ ăn chỗ ở, Liên Hiệp Quốc lại phải tốn tiền. Liên Hiệp Quốc vẫn phải tốn tiền, có nghĩa là họ đang nuôi dưỡng sự thù hận, chứ họ không dứt khoát giải quyết sự thù hận bằng một cái chính sách cứng rắn rõ ràng đâu ra đó. Do đó, cái chuyến đi của Antony Blinken tới khu vực của Trung Đông chỉ là một cái hành động xoa dịu để người ta bớt căng thẳng trong cái chính sách đối ngoại của Joe Biden. Tức là sử dụng cái này để cho thấy là Joe Biden có nỗ lực giải quyết hòa bình. Nếu có nỗ lực giải quyết hòa bình thì cuộc chiến này đã không bùng nổ. Và cuộc chiến của Nga, của Ukraine cũng đã không bùng nổ. Tức là Joe Biden không đủ khả năng. Bây giờ phái Antony Blinken tới Trung Đông chẳng qua chỉ là đi mua thời gian và tìm cách xoa dịu thôi. Do Thái đã dứt khoát, họ phải tiêu diệt toàn bộ Hamas và thậm chí là họ sẽ đẩy người Palestine ra khỏi dãy Gaza qua một vùng đất khác tạm thời để họ clean up toàn bộ khu vực này. Còn người Palestine, bản thân của họ, họ muốn một cuộc sống ôn hòa, hòa bình hay họ tiếp tục nuôi dưỡng thù hận? Vấn đề then chốt nằm ở họ. Cho tới khi mà họ chấp nhận là phải sống chung với người Do Thái bất kể hoàn cảnh nào, thì lúc đó quý vị mới tiêu diệt được Hamas, mới tiêu diệt được những tổ chức khác mà nó mang một cái tên khác, không phải là Hamas, là bởi vì cái hệ thống tư tưởng đó không còn nữa, thì nó sẽ bị tiêu trừ. Do đó quý vị, tình hình Trung Đông nó vẫn là cái lò lửa. Và cái lò lửa này vẫn tiếp tục đốt lên trong những thời gian tới, không thể ngừng được. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay liên quan tới chuyến đi của Antony Blinken tới Trung Đông, mà tôi cho đó chỉ là một cái bánh vẽ hòa bình không có thật, khi không giải quyết vấn đề tới tận nơi tận chốn. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Phong sẽ gặp lại tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.